nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về xử lý cái lỗi là hợp quân. Thì đối với hợp quân thì tất cả các dòng máy đều giống nhau, Yoshiba thì giống nhau ấy. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết. Thì vừa rồi có người báo là bị lỗi quân đây, thì cái dòng Yoshiba 56, 53 gì giống nhau ấy. Và mở cho mình với những cái trường hợp mà nếu như hộp quan này mà chưa mở ngóc phía trong á, chúng ta sẽ tiến hành mở gần đây, mở gần đây rồi và mở hơi ngóc rồi thì mình sẽ hướng dẫn luôn nha. Mở không cần vẹn lại nhé, khi chúng ta tháo ra được rồi thì chúng ta không cần vẹn lại. Ta sẽ la thử rồi, như vậy là sẽ được, như vậy đã xong hơi ngóc đó. Chúng ta tiến hành lại, chúng ta không cần phải vẹn lại như cũ được, không cần nhé. Còn đấy là không cần vẹn lại như cũ. Chúng ta chỉ mở đúng ngóc đó một lần và không cần vẹn lại. Đó là đối với những cái hộp quan chưa mở. Còn nếu mà hộp quan đã mở hơi ăn ốc ra rồi thì chúng ta không cần phải mở cái này ra để mở. Trường hợp mà các bạn bị những cái trường hợp mà các bạn bị nhớp gương hay là phô tranh, phô gương nhớp, chúng ta sẽ vệ sinh những cái gương như thế này. Đây, những cái gương trong này dưới này vệ sinh sạch sẽ luôn nhé. Sau khi vệ sinh xong, các bạn hãy đẩy xót cái này qua cho mình. Thì sau khi chúng ta sẽ bật khởi động, vệ sinh xong chúng ta sẽ đẩy xót qua bên phía bên này để sau khi chúng ta bật máy này nó sẽ tự động lái về và canh chỉnh lại quét cái tay, căn chỉnh lại lúc nào.
khó xong chúng ta lắp lại như cũ luôn. Đi đây em. Em có nợ. Chưa nữa. Để nó đi. Để nó lên xíu nữa qua lại. Thằng gấp mà. Gấp mà. Gì mình gấp thôi bạn. Tờ mình gấp rồi. Ok. Đi đâu quay à? Ừ đâu cũng quay. Mẹ liền. Đi nơi mình nó chỉ gọi ốc bực mình để quay luôn phim. À đây chị. Bằng thứ hai luôn á. Dạ. Em ghi tay Nhà Dương là không thấy chơi gì lấy đi. Rồi ok. Cho anh tốt phút rồi. Là chị có mang lề. Đó thì sau khi xong chúng ta sẽ tiến hành mở quạt ra. Rút dây điện này. Đó, đã quạt ra luôn. Và tiến hành thôi gì vậy? Thố luôn dây điện này. Đó. Sau khi thố này chúng ta để ý dây điện chúng ta sẽ nhét vào đề này cho chúng ta rút ra ăn khỏa cắn và bị ảnh hưởng đến đụng men đụng đồ là nó sẽ rách nhé. Đó, nó sẽ rút ra thôi. Đó, còn nhìn nhập quan nhớp này ha. Vệ sinh luôn đi. Đó, sau khi vệ sinh sạch sẽ này đó tiến hành bắt vào lại. Cắm hết dây điện lại nhé, chỉ rút có 2 dây thôi nhé. Hộp quan là phải tùy theo dòng máy, nếu mà không thể gắn chung lại với nhau hết nhé. Đó, thì chúng ta sẽ gắn tổng tải lại để kiểm tra thì nó có lỗi trục trặc thì chúng ta xử lý luôn nha. Rồi sẽ tiến hành lắp thử lại. Tôi sẽ bật máy kiểm tra sơ là đáng lẽ hả? Đó chút tiền là chút đứt tiền liên quá hả? Cái này kéo rồi tiến hành bật máy để xem xét kiểm tra thử quan hay lẩu chi không. Thì mình sẽ quay cái khúc máy nó khởi động lên sao nhé, không thì để luôn để cho các bạn xem luôn. Rồi thời gian khởi động cái dòng này nó hơi lao xíu. Đây là gương xe nó tự động kéo về và nó tự canh chỉnh khi chúng ta vệ sinh đèn đuốc sao chui chúng ta kéo xuống đây để cho nó tự động nó kéo về và nó canh chỉnh lại lái lại cái đồ con nào. Thì khúc này mình sẽ quay
sao cái thời gian có hiện nó đậm, nó hơi lao dòng, nó khởi động rất là lao, đúng dòng tối năm sau rất là lao. Chim cái đó sao? Thì ở đây sau khi vệ sinh thay thế ok đó, quan này quan nhìn thấy này đèn sau khi chạy xong tự động kéo về đúng vị trí ban đầu, chúng ta cần còn hàng lâu thì mình test thử luôn đẹp chưa. Ok, không có trục trặc gì hết. Đó. Ok, đó là hoàn thành trách nhiệm. Hoàn thành xong, quan. Cách phố vệ sinh cũng như bị lỗi thì chúng ta thay thế hộp quan khác. Giống như bọn hộp quan này hư, bọn thay hộp quan đó rồi. Đó. Đó. Như vệ sinh thì hướng dẫn rồi. Cảm ơn các bạn, nhớ like, subscribe, một cây. Có gì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại clip sau.